Hello cô chú anh chị và các bạn, đây là đường Nguyễn Thái Bình ở quận Nhất cô chú anh chị. Hôm nay là ngày 20 tháng 2 năm 2023. Tiếp tục mời cô chú anh chị quay trở lại với kênh YouTube Đường phố Sài Gòn. Hôm nay chúng ta sẽ đi lên quanh ở khu vực trung tâm quận Nhất, khu vực chợ Dân Sinh cô chú anh chị. Chợ Dân Sinh rồi đường Chí Con, đường Cao Mét rồi cô chú anh chị. Khu vực Cầu Muối ha. Và đặc biệt là em sẽ đi thăm lại quán nước sâm ông già để cho cô chú chị nào đã từng uống nước sâm ở đây quay trở lại uống nước sâm ông già ha. Hình như mình mới chạy qua rồi, để em quay đầu lại. Sáng giờ đi quay mấy clip cho cô chú chị xem rồi, bây giờ hơi khát nước cô chú chị. Nói nhiều quá nó bị khô họng. Bây giờ chúng ta phải bổ sung nước vô thôi. Và quay lại quán nước sâm ông già luôn. Đây. Uống đây, uống đây chị. Một ly sâm thôi. Mình có đắng không ta? Đâu có đắng hả? Có đắng không? Có đắng không? Mình có nước đắng không? Cho em đi nước đắng đi. Bên đường có ai giống anh Thanh Bạch quá ta? MC Thanh Bạch. Anh đi mua bánh mì hay gì của chứ gì? Đợi chút xíu anh đi ra coi phải anh Thanh Bạch không? Thấy giống nghệ sĩ Thanh Bạch quá. Đi lang thang ngoài đường. Đây đường Nguyễn Thái Bình của chúng chị. Ông mua bánh mì hay gì kìa. Nhớ tiền anh. Rồi em ơi. Ôi, uống ly nước xong mát mẻ quá chị. Qua đường coi phải anh Thanh Bạch không? Đây
Đây là cà phê The Coffee House. Ồ, giờ đây nhiều quán cà phê quá ta. Kai Coffee, cơm gà Hải Nam. Đây bên phải là cô chú coi bên phải anh Thanh Bạch luôn, ổng đang mua bánh mì sao. Thấy giống quá bên phải không. Đây là đường Nguyễn Thái Bình của chúng chị. Trước mặt chúng ta là nhà xe Hoa Mai nè. Xe này chia đi Vũng Tàu ha. Đi Vũng Tàu với tốc độ rất cao. Đó là nhà xe Hoa Mai. Sen nhà hàng chay. Đây là đường Phó Đức Chính của chúng chị. Ở đây có quán cháo mực tồn tại hơn 20 năm rồi, bên tay trái là của chúng chị. Số 10 đường Phó Đức Chính. Giờ này có bán thêm cháo giò heo, bánh canh giò heo, hồng dịch bách thảo, rồi chân gà, chấm muối tiêu, hoành thánh. Nói chung là bây giờ cái quán đó bán rất là nhiều món và giá cũng tương đối là cao, nhưng mà vẫn ăn được của chứ gì. Nó cao vậy thôi chứ nó vẫn là quán bình thường hay nó rẻ hơn trong nhà hàng. Tô 450 là bình thường. Rồi bên trái là cầu Cam Hết của chú chị, bên trái là cầu Cam Hết ha. Em đi một vòng quanh cái khu này cho cô chú chị xem ha, khu chợ Dương Sinh, đường Cam Hết. Đây đường Cam Hết của chú chị. Khu Cam Hết cái con này ai làm xe máy là hay ra đây làm phụ tùng xe máy, rồi sửa xe, rồi bán bóng đèn, đèn điện rồi các kiểu của chú chị. Đây ngã tư đường Cam Hết với đường Nguyễn Thái Bình. Ngoài đường người ta mưu sinh, người ta phải chạy xe chen lấn để kịp giao hàng. Đó là cuộc sống mưu sinh của những anh shipper của chúng chị. Đây là đường canh. Bây giờ người ta mở quán cà phê nhiều lắm nha cô chú chị. Nói chung là quán nào cũng có khách, quan trọng là khách ít hay khách nhiều thôi. Nhưng mà quán nào cũng có khách. Bây giờ em thấy chỉ có quán cà phê với lại quán ăn là có khách. Tại vì người ta đói, người ta phải ăn. Ăn xong rồi người ta đi uống nước. Là hai cái món đó là em thấy là bán được. Đây được chiếc con của chú chị. Xưa ai sửa xe là cứ ra được chiếc con ha. Đây chiếc mặt quán cà phê nữa nè. Quán cà phê xưa. Thấy đường này xe hơi đậu bên phải quá trời chứ. Đồ Việt Nam giờ mua xe hơi nhiều hơn hồi xưa rất là nhiều ha. Mặc dù giá ở Việt Nam nó cao, thuế nó cao, nhưng mà người ta vẫn có tiền để người ta mua xe hơi. Ai nghèo thì nghèo, nhưng mà một bộ phận vẫn xây sở được tiền để đi ô tô. Đường cái con này bây giờ nó phong trào xe máy nó cũng yếu hơn hồi xưa rồi. Những năm 2000 đồ xe tay ga đồ hoạt động ngoài đây mạnh mẽ lắm, có gì làm xe, độ xe, rồi sửa xe, xe tay ga. Thời kỳ thịnh vượng là những cái chiếc tay ga a móc đi lăn SH đó cô gì. Dạo này người ta chuyển qua đi ô tô nhiều hơn. Nó xe tay ga bây giờ nó xuống à.
Đây là khu vực chợ Dân Sinh nè các chị. Bên phải nè, phải chợ Dân Sinh nè, mặt này Nguyễn Công Trứ, Phụng Sơn Tự đó, bên phải nó có cái Phụng Sơn Tự, chùa Phụng Sơn. Đây đường Jackson, rồi phải đường Jackson nữa các chị. Đó, đây là mặt bên đây cũng của chợ Dân Sinh luôn, mặt ngoài chợ Dân Sinh. Chợ Dân Sinh giờ nó cũng vắng vẻ, nói chung sau dịch là làm ăn khó khăn luôn kìa, thấy cái gì cũng vắng, nó có quán cà phê là con hắt rồi. Nguyên chất coffee rất xin. Cơm tấm Thuận Kiều, quán này cũng nổi tiếng lắm, bán đồ ăn cũng ngon lắm cái gì, nhưng mà sau này thì giá nó lên cao lắm nha. Năm 2000 lẻ mấy em đi ăn cơm tấm Thuận Kiều là bán cũng ngon lắm, ăn cũng được, càng ngày giá càng cao. Vì khi bữa nào người mình yếu yếu mình vô mình không đủ tiền ăn luôn á, tại nó làm ngon thì mình phải ăn nhiều, mà ăn nhiều thì không có đủ tiền để trả tiền. Đó, chúng ta đang khu này bán bạc che nắng che mưa dù đồ nhiều chứ. Bên phải là cây xăng, bên trái là trung tâm điện máy Nguyễn Kim rất là nổi tiếng. Rồi chúng ta bên trái, bên đây có cái lẩu, có đây là seafood nè, hải sản seafood jumbo. Bên phải là cái siêu xe của ca super của gì, đây mùng 1 đang cúng, còn có thầy phong thủy luôn nha, có thầy phong thủy đang cúng ở cửa hàng của ca super siêu xe của gì. Từ đường Nguyễn Thái Học và đường Trần Hưng Đạo, chúng ta sẽ quẹo trái, chúng ta về cầu Ông Lãnh, cầu muối đó luôn chị. Trước mặt là Lotteria chuyên bán gà rán, Texas Chicken cũng là gà rán luôn chị, Pizza Company, cơm tấm Thèm, rau má vừa mắm Châu Đốc, Sushi Haru. Nói chung là những cái quán ăn là em thấy là mở cửa nó còn ổn định chút xíu. Chợ sữa Toko Toko, trường cấp 2 Minh Đức. Đây là hồi xưa học trường này ha, trường cấp 2 Minh Đức, biết bao kỷ niệm hồi về. Trường cấp 2 Minh Đức, Game Swisson. Đây khu vực cầu muối cầu lạnh của chú chị. Tham quan là khu này dạ vui ha, đường Cô Bắc nè, Nguyễn Thái Học, Cô Bắc, Cô Giang. Hồi xưa đây là cầu muối, khu vực này hồi xưa chợ cá đồ dơ lắm, bây giờ nó sập rồi. Thẳng qua bên kia là quận 4, ở đây là quận nhất. Cô Giang. Chúng ta sẽ ra đại lộ Võ Văn Kiệt, chúng ta quẹo trái, chúng ta về hầm Thủ Thiêm để về thành phố Thủ Đức của chúng chị. Ok, đến đây em xin kết thúc video clip ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo. Chúc mọi người mùng 1 bình an, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, giờ giờ sức khỏe. Cô chú chị yêu thương thì bấm like video clip, bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Đường Phố Sài Gòn, và đón xem các video clip tiếp theo về cuộc sống, xã hội, thể dục thể thao,
ẩm thực ở Sài Gòn và một số nơi khác. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo. Em xin trân trọng kính chào.